còn mặc áo phao, mọi người ra đi chúng tôi xem nào. Bà Đỗ đây, bà cởi áo hoa ra đi, mà đi nhanh được. Nếu mày lấy đây lấy nhà lùn đi. Đầy nên lấy nhổ rồi đéo lấy ở đây đem về. Em chuẩn. Là không những gốc ở đây mà cả rễ luôn đúng không? Thế thì phải đến tầm trăm đời chứ gì? Đấy, tổ lâu đời. Thì là họ từ thời vua trên ra phải chắc chỉ từ thứ hai thôi rồi hết đúng không? Thank you.
Lại được mày.